Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi, ok, hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới. Và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Mình nghĩ rằng là cái câu chào đầu này cũng như là cái món ăn tinh thần vào mỗi thứ hai đầu tuần mà bọn mình mang đến cho anh em thì nó cũng đã quá quen thuộc rồi. Trước khi mà bọn mình đi vào nội dung chính cũng như là những cái câu chuyện xoay quanh thị trường DeFi mà bọn mình sẽ chia sẻ như thường lệ thôi, thì chắc là mình sẽ để cho vị khách mời của tập podcast hôm nay gửi lời chào đến các anh em đang nghe DeFi Discussion ha. Xin chào mọi người, cảm ơn Nguyên. Mình là Poseidon, đến từ Kairos Venture. Thì hôm nay rất vui được tham gia DeFi Discussion. Chắc là trong cái dịp mà thị trường cũng đang tăng trở lại như thế này thì mình nghĩ rằng là cái clip hôm nay sẽ promo hơn trước ha. Chắc là mình đi vào luôn cái chủ đề hôm nay đi. Cái chủ đề hôm nay á thì mình nghĩ là ít anh em có cái quan tâm lắm, tại vì nó cũng là một cái mảnh ghép mà nó khá là basic và mọi người cảm giác là nó sẽ luôn ở đó trong mỗi một cái hệ sinh thái DeFi. Tuy nhiên là khi mà anh em đào sâu vào cái mảnh ghép này á thì mình nghĩ là anh em sẽ tìm ra được những cái góc nhìn thú vị cũng như là những cái lý do thúc đẩy cho cái đà tăng vừa rồi của thị trường. Thôi thì nói dông nói dài rồi thì chắc là mình sẽ tiết lộ với anh em cái mảnh ghép mà mình vừa đề cập, đó là các cái sản phẩm ở trong cái mảnh ghép lending và borrowing. Chắc là câu hỏi đầu tiên đi dành cho anh Poseidon, đó là dạo gần đây thì thị trường nó có rất là nhiều cái cập nhật, rất là nhiều cái thay đổi xoay quanh cái mảng thị trường là lending. Không biết là anh Poseidon có những cái thông tin nào mà muốn chia sẻ với các bạn đang nghe podcast hôm nay, những cái cập nhật mới nhất xoay quanh cái mảng thị trường này. Chắc là anh Poseidon sẽ chọn ra cái cập nhật mà anh Poseidon cảm thấy là đáng chú ý nhất. Rồi thì như Nguyên nói thì lending là một cái mảnh ghép nói chung là cơ bản và hầu như là sẽ có mặt ở bất kỳ cái sinh thái nào, và kể cả đối với những cái sàn phi tập trung. Không, ra không nói riêng về câu chuyện DeFi mà với những câu chuyện về phi tập trung như là Binance hay là FTX thì người ta cũng có cái mảng lending. Trong thời gian vừa rồi ấy, thì có thể rất nhiều người ta nghĩ rằng là cái mùa hè DeFi nó đã chết rồi và DeFi đã hoàn toàn bị cứng lại. Tuy nhiên thì với một cái người mà theo dõi sát thị trường như mình thì mình cảm thấy là DeFi chỉ đang trong quá trình mà người ta đi tìm tiếp những cái lời giải, những cái vấn đề mà hiện tại người ta đang vướng phải và khiến cho nó bị chững lại thôi. Thì trong đó lending cũng có chung một câu chuyện như vậy. Thì từ đầu 2021 đến nay thì mình thấy là cái mảng lending đó cũng có rất là nhiều cái cập nhật quan trọng, nhưng mà trong đó thì cá nhân mình thì mình sẽ chỉ chú ý đến ba cái thông tin. Đó là cái đầu tiên đó là cái việc mà một số cái nền tảng lending như là AV đã tích hợp những cái trình tự động hóa smart contract như là Gelato Network vào trong cái nền tảng của mình. Thì cái này nó có ý nghĩa là sẽ giúp cho người dùng có thể tự động hóa cái việc tham gia một cái nền tảng lending như là tự động thanh lý, tự động trả khoản vay, tự động vay nợ, tự động tái vay và tự động hoàn trả vay, như vậy đại loại như vậy, và tự động thanh lý khi đạt đến một cái ngưỡng tài sản nhất định. Thì cái này là một trong những cái mà mình thấy nó khá là quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta tham gia DeFi thì đầu tiên là cái câu chuyện về trải nghiệm người dùng nó vẫn đang còn rất là nhiều vấn đề, và cái việc mà tự động hóa bằng một cái bên thứ ba thì sẽ vừa cho phép cái nền tảng lending người ta thu hút người dùng và đồng thời cũng làm giảm cái chi phí và thời gian rất là nhiều cho người dùng. Bởi vì mọi người cũng biết là đối với một tác vụ trên những cái nền tảng như Ethereum hay thậm chí là những cái nền tảng như Smart Chain hay là Avalanche hiện tại bây giờ thì có những lúc phí nó cũng rất là cao đó, thì nếu mà chúng ta tối ưu được cái này thì nó sẽ tăng cái hiệu quả sử dụng vốn và thu hút thêm người dùng. Cái cập nhật thứ hai mà mình cảm thấy đáng chú ý là những cái nền tảng lending theo những cái ngách mới, những cái ngách sản phẩm mới, ví dụ như là Maple Finance hay là Notional Finance, và đang phát triển ổn định và được đón nhận, và nó thực sự là theo đúng nghĩa là vừa ổn định và vừa phát triển luôn. Mình ví dụ như Maple Finance thì là một cái nền tảng cho vay hướng tới các cái doanh nghiệp và các quỹ đầu tư, tức là khách hàng của người ta sẽ không phải là khách hàng cá nhân mà là khách hàng doanh nghiệp. Và cái APY hiện tại trên Maple Finance cũng rất là hấp dẫn, khi anh em có thể dùng stablecoin deposit lên đây để cho vay và nhận từ 9% cho đến khoảng 18% là cao nhất trong vòng một năm. Thì đây là một cái APY khá là hấp dẫn hiện tại. Maple Finance từ khi ra mắt đến giờ cũng đạt được gần 1 tỷ tài sản hóa trong giao thức. Notional Finance là một cái giao thức được phát triển để mà tạo ra cái lãi suất cố định đó, tức là cái lãi suất mà nó không bị biến động theo thời gian. Thì Notional Finance cũng đạt được hơn 400 triệu đô hóa trong giao thức
và cũng đang phát triển khá là tốt. Cái cập nhật thứ ba thì thuộc về AV. AV thường thì khi mà mình theo dõi cái mạng landing đó thì mình sẽ chú ý nhiều đến những cái thằng mà nó gọi là nó leak những cái mạng này, tại vì những cái công nghệ mới nhất hay cái cập nhật mới nhất thì sẽ thuộc về mình. Ví dụ như cái cập nhật hồi nãy là cái việc tích hợp trình tự động hóa Zalando vào trong nền tảng landing thì AV cũng là thằng làm đầu tiên. Thì AV đợt rồi nó ra mắt một cái V3. Thì cái V3 này nó làm cho mình có cái nhìn khác về những cái mà thằng AV nó đang làm. Tức là vốn dĩ nó đã tốt rồi mà bây giờ nó còn tốt hơn. Và cái tốt hơn này là cái thực sự được trong cái điều kiện hoàn cảnh như thế này. Tức là những cập nhật của nó thì nó là những cái chi tiết nhỏ thôi. Ví dụ như là tạo điều kiện cho giao dịch xuyên chuỗi. Tại vì AV hiện tại đang phát triển theo phong cách là multi-chain, tức là deploy ở trên rất là nhiều nền tảng khác nhau chứ không phải chỉ trên Ethereum. Cái thứ hai là tối đa hóa khả năng sử dụng vốn. Có những cái chế độ như là Isolation Mode. Thì cái Isolation Mode này là để AV muốn thử nghiệm những cái tài sản mới để đem lên để cho vay và lending và borrowing đó. Nhưng mà nó chỉ ở chế độ Isolate thôi, tức là nếu mà có bị rủi ro sinh lý thì chỉ ảnh hưởng đến cái tài sản đó thôi chứ không phải ảnh hưởng đến giao thức. Thì cái này là ý tưởng của nó là muốn mở rộng cái lượng tài sản và sẽ được vay và cho vay ở trên AV thay vì chỉ ở những cái tài sản có thanh khoản lớn như trước đây, thì nó muốn hướng tới những cái tài sản mà có thanh khoản nhỏ hơn, vừa và nhỏ, rồi giảm phí gas cho các tác phụ. Thì theo nó đưa ra thì phí gas sẽ được giảm từ 20-25%, thì đây là một con số khá là lớn, nhất là ở trên những cái nền tảng như là Ethereum. Rồi tối ưu hóa cho các layer 2 đó, thì để mở đường cho sau này nó sẽ deploy ở trên những cái layer 2 mới như là Optimize, như là Matrix DAO, như là Starknet vân vân. Và một cái nữa là quản trị rủi ro. Thì khi mà anh em vay và cho vay thì sẽ luôn có rủi ro sinh lý, mặc dù chúng ta cẩn thận đến mức nào đó, đi cẩn thận hết mức có thể đó, nhưng mà có những trường hợp bởi vì crypto mà nó biết quá là mạnh, có thể lâu xui thì chia 2-3 trong một ngày là được. Do đó thì cái risk mà cái quản lý rủi ro của AV nó sẽ giúp cho người dùng vừa tự động hóa và vừa tối ưu hóa cái việc quản lý rủi ro. Với một cái nền tảng đi đầu như vậy thì mọi người có thể thấy rằng là DeFi thực ra nó không hề chết hay là nó không hề dừng lại, mà nó vẫn đang âm thầm phát triển. Yeah, và nó sẽ giải quyết dần dần, mặc dù mọi người thấy là những cái cập nhật ở trên nó nghe có vẻ nó hơi tùng một và nó hơi nhỏ rồi, nhưng mà thực ra đó đều là những cái trở ngại. Nó hơi nó thiên về những cái technical nhiều hơn đúng không? Tức là cái nền tảng nó sẽ sửa một vài cái mảnh ghép nhỏ ở trong cái kỹ thuật của nó, nhưng mà khi mà nó tích lũy dần thì đến một cái ngưỡng nào đó thì cái sản phẩm nó hoàn toàn nó đủ nền tảng để nó hỗ trợ nhiều cái thay đổi rất lớn, không chỉ riêng cho một cái sản phẩm cố định mà còn là của cái hệ sinh thái DeFi luôn. Rồi thì đó là những cái chia sẻ của mình. Thì không biết là Nguyên, thì đối với Nguyên thì đâu là những cập nhật mà trong mạng lên phải chú ý à? Thực ra thì hồi nãy là anh Percent có liệt kê cho nhiều bạn nghe là rất nhiều các cái cập nhật đáng chú ý rồi đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là anh em thì khi mà với vai trò là một người mà theo dõi dòng tiền hay là đầu tư ở trong cái thị trường DeFi này á, thì ngoài những cái cập nhật về kỹ thuật, những cái cập nhật về hạ tầng á, thì mình nghĩ là những cái cập nhật liên quan đến tài sản thế chấp được hỗ trợ trên các cái lending này, nó là những cái yếu tố mà vô cùng quan trọng. Hồi nãy là anh Poseidon có đề cập đến cái sản phẩm là AV. Thì AV á, dạo gần đây thì họ em thấy là có một cái hỗ trợ liên quan đến STK ETH, tức là cái đồng đó là cái đồng mà kiểu như là người ta stake Ethereum vào Lido, xong rồi stake cái Ethereum vào Lido, thì nó sẽ trả ra cái đồng STK ETH này. Bọn mình cũng đã làm một cái clip nói về cái Lido cũng như là vai trò của nó trong cái việc là hỗ trợ các quá trình staking validator trong Ethereum 2.0 rồi. Thì bọn mình đã có một cái clip mà nói về cái vai trò của cái sản phẩm này rồi. Thì cái mà mình muốn nhắc đến ở đây á, đó là cái tài sản STK ETH này nó được hỗ trợ làm tài sản thế chấp ở trên AV. Và khi mà người ta hỗ trợ thế chấp cái tài sản này á, thì nó sẽ thu hút được rất là nhiều cái dòng tiền. Thứ nhất là đổ vào trực tiếp vào Ethereum nè. Thứ hai là đổ vào những cái sản phẩm hỗ trợ staking, những cái liquid staking á, tức là stake xong, nhưng mà không có nghĩa là tài sản của bạn bị đóng cục ở trong cái sản phẩm đó, mà bạn có thể nhận về được một cái giấy chứng nhận và bạn thế chấp cái đó và bạn đem đi bạn vay ra những cái đồng tiền khác, ví dụ như USDT, USDC gì đó, để bạn tiếp tục bạn
tiếp tục luân chuyển cái dòng vốn ở trong cái không gian DeFi. Đó là một trong những cái update mà mình nghĩ là nó liên quan nhiều đến khía cạnh là dòng tiền tài chính, và nó có thể là một cái đòn bẩy giúp cho thị trường có thể luân chuyển tài sản một cách nó nhanh hơn trong thời gian tới. Rồi thì cái đó là liên quan đến những cái cập nhật mới nhất gần đây xoay quanh thị trường DeFi và đặc biệt là cái mạng lending. Thì nhưng mà nếu như mà anh em mà gọi là hay đi săn retro á, dạo gần đây cũng sẽ thấy một cái tên rất là nổi, đó là Element Finance. Và cái tên này nó là một cái đại diện rất là gọi là hot trong cái mạng là fixed rate lending, đó là lãi suất vay cố định. Thì chắc là nhiều anh em cũng sẽ đang thắc mắc là fixed rate lending nó là gì và nó sẽ khác biệt như thế nào so với những cái hình thức lending truyền thống, những cái sản phẩm mà mọi người đã thường quen rồi. Tức là fixed rate lending nó là gì và đặc điểm của nó mang lại những giá trị gì mới và nó giải quyết vấn đề gì mới, thì chắc là để anh Poseidon chia sẻ về cái khía cạnh này ha. Rồi, cảm ơn Nguyên. Thì đầu tiên chúng ta nói một chút về câu chuyện về lãi suất. Thì lãi suất thì chắc mọi người cũng biết là nó phổ biến hàng ngày rồi. Lãi suất thì bản chất nó là chi phí của việc đi vay tiền và đối với bên vay và là phần thưởng cho việc cho vay tiền đối với bên cho vay. Thì hầu hết các cái nền kinh tế mà chúng ta đang ở trong đời thực chúng ta thì nó đều xoay quanh câu chuyện lãi suất, và lãi suất thì bản chất của nó cũng phản ánh luôn cả một cái sức khỏe của thị trường tài chính và của nền kinh tế, rồi nó phản ánh luôn cả lạm phát, các thứ nói chung rất là nhiều. Nếu như ở bên ngoài chúng ta hiểu rằng lãi suất thì nó sẽ được xác định bởi những cái yếu tố liên quan đến ví dụ như là Cục Dự trữ Liên bang của Mỹ, rồi các cái ngân hàng trung ương đó, thì các cái tình hình lạm phát khi mà chính sách tiền tệ của nhà nước người ta muốn bơm tiền ra ngoài hay là hút tiền trở về thì người ta sẽ có những cái mức lãi suất nhất định để hợp lý để mà phục vụ cho cái nhu cầu đó. Thì đối với crypto thì cái lãi suất thì nó cũng tương tự, nó hoàn toàn nó mô phỏng cái hoạt động của thị trường tài chính bên ngoài, và nó cũng được chia ra làm hai loại, đó là lãi suất cố định và lãi suất mình tạm dùng từ là thả nổi thay vì từ không cố định nha. Hầu như các cái thị trường các cái nền tảng lending trước đây như là Compound hay là AV thì đa phần người ta không cố định lãi suất, mà lãi suất nó sẽ dựa trên cái hoạt động thị trường, dựa trên cái tình hình của thị trường là tốt hay xấu thì người ta sẽ cho cái lãi suất nó thả nổi theo đó. Cái lãi suất thả nổi thì nó sẽ có lợi cho những cái bên đi vay khi mà trong cái điều kiện thị trường mà lãi suất nó cho phép ở mức thấp. Ngược lại thì trong trường hợp mà lãi suất nó bị tăng cao lên đột biến thì nó sẽ chịu thiệt hại thôi. Thì cái này là hầu như là cái rủi ro mà người ta phải chấp nhận. Thì để mà giải quyết cái rủi ro này, tức là tại ở thời điểm hiện tại thì hình như là cái lãi suất nó đang có cái động thái là tăng trở lại rồi. Thì cái đó là một cái cập nhật ở trong cái thị trường hiện tại, thì để anh em hình dung được là khi mà lãi nó tăng, tại vì mình thường khi tham gia DeFi mình thường quan tâm đến cái việc là mua thấp rồi bán cao, nhưng mà mình ít quan tâm đến cái khía cạnh là lãi suất, tại vì lãi suất nó là một cái, nó cũng như là một cái chỉ báo vậy đó. Thì cái này là mình bổ sung thêm cái ý mà anh Poseidon nói ở cái phần trước, đó là lãi suất nó đóng vai trò như thế nào ở trong cái mạng lending này. Rồi thì chắc là để anh Poseidon tiếp tục. Tiếp là nguyên chút đó, thì mọi người có thể thấy là trong thị trường thì có những thị trường crypto bản chất của nó là một cái thị trường mang tính đầu cơ và rủi ro rất là cao. Thì tuy nhiên như Nguyên nói, hầu hết chúng ta vay thì trong thị trường crypto thì 50% đôi khi nó sẽ không phải là vấn đề. Mình nói thật luôn, đôi khi nó không lại là vấn đề, bởi vì có những cái chiến lược farming hay là thậm chí là đầu tư mà nó mang lại cái lợi nhuận nhiều hơn rất là nhiều lần như vậy. Đó thì tuy nhiên dưới góc độ của cái tổ chức tài chính ở bên ngoài ấy, ví dụ như các quỹ đầu tư, các cái tổ chức tín dụng, những cái ngân hàng thì người ta lại quan tâm đến lãi suất cố định, bởi vì cái đầu tiên đối với trong cái trường hợp mà bạn có một cái số tiền lớn ấy, thì mà bạn chưa quyết định giải ngân, chưa quyết định đầu tư, thì cái việc mà kiếm thêm một cái lãi suất cố định và an toàn, nó không bị biến động ấy, là cái ưu tiên hàng đầu của cái nhóm người đó. Thì cái việc mà tạo ra cái lãi suất cố định ấy, nó giải quyết cái vấn đề này trong crypto, và nó sẽ thu hút khi mà nó làm được cái câu chuyện này thì nó sẽ thu hút thêm cái dòng tiền từ bên ngoài vào. Thì cái ý nghĩa nó chỉ là như vậy thôi. Chắc là anh Poseidon nêu ra một vài cái tên trong cái mạng fixed rate, cái mạng lãi suất cố định này. Tại vì nhiều anh em cũng biết đến chỗ đó là Notional, thì cũng có một cái airdrop đúng không? Đúng rồi. Element Fi thì dạo này cũng có một cái airdrop. Thì chắc là để anh Poseidon liệt kê ra một vài cái tên đáng chú ý và có thể là một cái cơ hội nhỏ nhỏ để anh em
trải nghiệm sản phẩm và Sunnyrop chẳng hạn. Nếu mọi người để ý thì trước đây Coi số 8 có viết bài về Notional rồi, và trong bài viết cũng có ghi rất là rõ là mọi người có thể trải nghiệm cái vay và cho vay để được Airdrop, thì không biết có ai làm được không. Thì nếu mọi người có làm mà được thì mọi người comment để cho tụi mình biết, để tụi mình tiếp tục giới thiệu những cái nền tảng mới cho mọi người ha. Và mình nhớ là Element Finance chắc chắn là trong FOMO Sapiens là phải có nói rồi và có làm rồi. Thì con này mà không làm thì cũng hơi tiếc, là vì nó nền tảng nói chung là sản phẩm ok, đội ngũ uy tín rồi, Baker thì ngon, nhiều tiền chắc chắn là nó sẽ làm retro thôi. Thì một trong cái mảng lãi suất cố định này thì có một số cái tên nổi bật, ví dụ như là Notional Finance thì con này có được con bay đầu tư và nó cũng phát triển được khoảng, chắc là đến ngày từ ngày nó ra mắt sản phẩm mainnet thì khoảng 7 đến 8 tháng rồi, và hoạt động vẫn đang khá là ổn định. Cái tên tiếp theo là Bainbridge, thì Bainbridge thì nó hoạt động dựa trên cái cơ chế về bond. Mọi người khi mà đưa tài sản vào thì sẽ có một cái bond trái phiếu được trả ra với cái dạng là NFT và ERC721, thì cái bond này nó sẽ đại diện cho cái quyền chúng ta nhận lãi suất sau đến cái ngày đáo hạn, và cái lãi suất đó là lãi suất cam kết cố định. Thì đây cũng là một cái nền tảng cũng khá là lâu, và gần đây nhất thì như Nguyên nói đó là Element Finance. Thì Element Finance thì chắc là mấy cái kiểu dạng DeGen ở trên Ethereum thì sẽ tạo ra được rất là nhiều cái yield farming, cái chiến lược yield farming ở trên thằng này. Thì thằng này nó chỉ có một cái nhược điểm thôi, là theo mình thấy nhá, nó mới chỉ có một cái nhược điểm duy nhất, đó là nó chưa làm multi chain, tại vì Ethereum hiện tại nó cũng khá là đắt và đi cạnh tranh nhiều, tức là hầu hết lending mà kiểu tay to mặt lớn thì nó đều đi từ Ethereum, cho nên là con này mình hy vọng là trong thời gian tới nó có thể triển khai multi chain để mà nó đi trước những cái thằng cũ kỹ đi, để mà nó lấy thêm TVL về cho giao thức. Chứ còn Element Finance thì mình thấy là sản phẩm nó rất là tốt, và cái cơ chế hoạt động của nó thì nó dựa trên cái hai loại token, đó là principal token và yield token. Thì mọi người có thể hiểu là khi mọi người deposit vào ví dụ như là $1 thì mọi người sẽ được trả ra một cái lượng principal token nó tương tự, và nó đại diện cho cái lượng tài sản mà chúng ta deposit vào, và kèm theo đó là một cái yield token với một tùy theo thời gian đáo hạn mà chúng ta sẽ được cái yield token nhất định. Và khi mà đến ngày đáo hạn thì chúng ta có thể đổi cái yield token này để lấy lại cái tiền, cái lãi suất. Thì bản chất của nó hoạt động chỉ có như vậy thôi. Rồi, chắc là nhiều anh em cũng tò mò là với vai trò là một cái nhà đầu tư thì họ sẽ benefit như thế nào từ cái mạng lending này. Thì cũng thắc mắc là anh Poseidon có gọi là invest vào cái token của dự án lending, hay là sẽ tận dụng các cái sản phẩm của lending với vai trò là một cái nơi để trú ẩn, hay là với cái vai trò là một cái nơi để farming nữa chẳng hạn. Thì chắc là muốn nghe cái quan điểm của anh Poseidon về cái vấn đề là làm sao để benefit được, làm sao để có lợi nhuận được từ cái mạng lending này ha. Theo mình thì dễ nhất và tiết kiệm nhất là chắc là đi săn retroactive. Thì cái này mọi người cứ chịu khó theo dõi FOMO Sapiens thôi. Thì đa phần các cái kèo mà nó ngon ngon giả như Element Finance thì anh em đều có thảo luận trong đó, thì đây là cái cách dễ nhất rồi, và nó sẽ mang lại cái tiền cũng khá là khủng, bởi vì đa phần retro trên Ethereum thì nó cũng khủng. Thì đó là cái thứ nhất, mọi người có thể lên trải nghiệm sản phẩm và nhận retro tiếp. Cái thứ hai thì mình cũng đang hay dùng, đó là mình kết hợp một vài cái nền tảng, ví dụ như là Pendle hay là một số cái nền tảng khác nó liên quan đến gọi là một yield token thứ cấp, một cái thứ cấp cho lãi suất đấy, nó cho phép thay đổi lãi suất để mình kiếm thêm lợi nhuận. Thì cái này nó đòi hỏi cái sự phức tạp hơn một chút, đòi hỏi anh em cần phải có một số cái kiến thức nhất định file và yield farming để anh em mới sử dụng được. Tuy nhiên thì mới đầu mình cũng mày mò thôi, và trên đó người ta hướng dẫn cũng khá là cụ thể, thì anh em có thể thử sử dụng kit này. Thì kit này có thể trong một số chiến thuật nó mang lại cái yield farming stablecoin mà đôi lúc nó có thể lên đến hơn 50% nếu mà chúng ta biết kết rạp. Cái thứ ba đó là đơn giản nhất là cung cấp thanh khoản và vay và cho vay thực hiện một số cái tác vụ ở trên
kia và nhận một cái lãi suất ổn định hơn, thì thực ra cái này nó khá là phù hợp trong cái thời buổi mà ví dụ như downtrend hoặc là thị trường sideways không có làm, chúng ta còn use stablecoin thì chúng ta cứ vậy mà làm thôi, có còn hơn không. Mà nếu mà mọi người chưa quên thì giàu như Justin Sun mà còn bỏ tiền ở trên AV để mà cho vay mà chúng ta cũng cần được đồng nào hay đồng đó thôi. Đó thì chủ yếu là ba kết đó, còn ngoài ra thì dĩ nhiên sẽ luôn có một cái kết đó là hold token của Lending Protocol. Nhưng mà mình cũng nói thật luôn là Lending Protocol hiện tại thì đồng ý, nếu mọi người theo dõi thì mọi người sẽ để ý là những cái giao thức hàng đầu như Compound, AV hay là Pixadao nó tạo ra rất là nhiều lợi nhuận, con số nó rất là kinh khủng, nhưng cái việc capture lại cho cái token thì nó vẫn đang còn gặp vấn đề. Tại vì nó phải hiểu trong những cái nền tảng này, thực ra nó cũng rất là muốn token nó tăng giá thôi, nhưng lúc nào nó cũng phải để sẵn tiền trong treasury hết á, tại vì nó bị một cái rủi ro thanh lý. Và nếu như mà nguyên đó thì có một cái đợt thì như mình nhớ là MakerDAO bị thanh lý đến mức mà không đủ tiền để lại, phải bán cái đồng Maker ra đó để có tiền nè. Cho nên là mọi người cũng phải rất là thông cảm đó, thì để mà giải quyết được bài toán vừa để đảm bảo cái sự ổn định của giao thức mà vừa capture và giá trị cho holder token thì nó cũng không phải là dễ. Thì cái này mình nghĩ là cứ anh em cứ theo dõi thôi, và khi chúng ta thấy dấu hiệu về những cái update liên quan đến token nó mít thì chúng ta có thể mua hold. Ví dụ như là con voi cũng sẽ có một ngày nó làm những câu chuyện như là VE hay là ít token các thứ thôi, thì mình nghĩ là trước sau cũng sẽ làm. Rồi, ok. Cảm ơn những cái chia sẻ rất là nhiều insight và rất là nhiều cái cập nhật sát với cái thị trường hiện tại của anh Poseidon. Và tập podcast hôm nay nó cũng đã dài rồi, thì chắc là để anh Poseidon gửi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion hôm nay ha. Rồi, thì cũng rất là cảm ơn Nguyên vì đã mời nghe tập podcast hôm nay và chia sẻ cho mình khá là thú vị. Thì hy vọng những cái kiến thức hôm nay nó cũng giúp ích cho các bạn trong cái quá trình mà chúng ta tham gia đầu tư. Có gì hãy ủng hộ thêm cho Constant TV và Homo Sapiens nha anh em. Rồi, cảm ơn Poseidon rất nhiều. Cảm ơn anh em đã nghe đến hết tập podcast tuần này, và chúc anh em một tuần mới thật nhiều hứng khởi và rất là nhiều cái từ khóa hấp dẫn để có thể tìm tòi và học hỏi thêm trong cái mạng rất là mới, đó là mạng DeFi này. Và không biết nói gì hơn, cảm ơn em một lần nữa đã nghe hết DeFi Discussion hôm nay.